Khu phố đi bộ ở thủ đô Bangkok. Đây là cái xe hoàng thèo. Xe này rất rẻ. Đoàn chúng tôi khoảng 20 người đi hết có 200 ngàn tiền Việt. Ngoài đường nhìn vào khu phố đi bộ. Thế các bạn thấy Thái Lan nó sinh hoạt khác với Việt Nam mình. Đây ngoài bảng hiệu. Bảng hiệu để vào khu phố đi bộ. À, nhìn thấy không? Các cô gái ăn mặc rất sexy. Ta đi bán hàng bánh pizza. Đây là một cái xe đẩy bán côn trùng. Trên đường phố này có nhiều xe bán côn trùng đó. Du khách người ta thích ăn. Trông hấp dẫn không các bạn? Hấp dẫn nhưng mà đoàn chúng tôi không ai chăm ăn. Chỉ thấy mấy người nước ngoài á, mấy người Tây á. Nhìn đây là con gì đây? Con cào cào này. Rán. Ăn bò cạp. Đó, mấy cô Việt Nam này cũng muốn ăn này. Đó, con nhộng. Cào cào. Con bò cạp chứ con gì nữa? Con là con gì ra? Không, con bò cạp á. Con này con dọc. Con cào cào. Cào cào. Mấy con này không biết cá gì. Tép mà. Ăn tép. Các bạn thử sang bên Thái là thưởng thức món ăn này xem sao. Đó, ngắm món ăn và ngắm đây những cô gái này người Nga. Ở bên Thái Lan này gái Nga nhiều lắm. Là một trong những lực lượng chính phục vụ phố đi bộ. Xin chào các bạn.